Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Tiếp tục chương trình hướng dẫn SketchUp Basic, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bước số 7, đó là dựng cửa đi. Các bạn bật chương trình SketchUp lên. Các bạn quan sát, ngôi nhà cấp 4 này có hai cái cửa đi. Chúng ta sẽ tiến hành dựng một cửa và cái cửa còn lại các bạn nên copy ra. Tôi sẽ tiến hành dùng lệnh Rectangle để vẽ khuôn bao trước các bạn nhé. Tôi sẽ xóa những cái mặt không cần thiết đi và tôi sẽ bút vào cái khuôn bao này có độ dày tôi design là 80. Các bạn có thể bút theo cái yêu cầu thiết kế của mình nha các bạn nhé. Sau đó tôi sẽ vào phần material và chọn cho mình một cái mắt bút là gỗ các bạn. Tôi sẽ chọn một cái mắt tester bất kỳ thôi, tôi sẽ đứt vào đây. Bước tiếp theo, tôi sẽ tiến hành vẽ cái pano. Vẫn dùng lệnh Rectangle thôi các bạn nhé. Và cái panel này tôi design có kích thước là 40. Tiếp theo, tôi sẽ vẽ cái kính của cửa các bạn nhé. Và độ dày của nó tôi design là 5. Và tương tự tôi sẽ chọn một mắt rub lại. Và tôi sẽ lấy cái texture glass chẳng hạn màu xanh này các bạn nhé. Phần còn lại khá đơn giản thôi. Thì các bạn quan sát tôi làm, tôi sẽ đo cái khoảng này các bạn là 35, cho nên là tôi sẽ copy tấm kính này vào một khoảng là 17.5 để cho nó vào ngay tâm này các bạn. Bước tiếp theo tôi chọn kính và pano và tôi cũng đo cái khoảng cách này các bạn 40, cho nên là tôi sẽ mua tất cả vào là 20. Tôi sẽ copy sang để hoàn thành cái cửa này các bạn nhé. Đặt đúng vị trí của nó. Đây là cái cạnh bị thừa nè các bạn. Tôi sẽ delete nó đi. Sau đó các bạn chọn hết và mắt rút lại. Và dùng lệnh select and move. Đưa vào đúng cái vị trí. Rồi, ở đây tôi sẽ mua vào 10 để khi tiến hành render cái khung cảnh của mình nó có chiều sâu các bạn nha. Và tôi sẽ copy sang cái cửa phía bên đây. Các bạn quan sát. Và như thế là tôi đã hướng dẫn các bạn hoàn thành xong bước số 7, đó là dựng cửa đi. Chúc các bạn thành công với clip này.